Ethereum, Bitcoin. Trong cái forex này thì thứ bảy và chủ nhật thì các cái cặp tỷ giá nó nghỉ, đúng không? Dầu, giá dầu nó cũng nghỉ này, euro bảng Anh nó cũng nghỉ, duy chỉ có forex, đúng không? Và chúng ta chọn những cái sàn có Bitcoin, Litecoin, Ethereum, XRP để nó chạy. Chúng ta biết là giá nó vẫn đang chạy đây, đúng không ạ? Đang chạy thứ bảy nhật và sàn forex. Cái điều này cách đây 10 năm không có. Cái điều này cách đây một vài năm cũng không có, bởi vì nó chỉ chạy thứ bự thứ những ngày lễ là nó nghỉ, và những cái ngày thường thì nó mới chạy thôi. Do vậy là chúng ta có xu hướng là tìm những cái sàn forex tốt, đúng không ạ? Như ở cái video này ấy, thì có rất nhiều người học trò cũng như là người bạn của tôi nói với tôi rằng là đánh giá thế nào về thị trường forex hay là một số các cái forex mà bị VTV1 nói rất nhiều, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ xem ở đây rất nhiều cái quan điểm của tôi như thế nào về đối với forex. Thứ nhất là trong VTV, đúng không ạ, nói rất nhiều về cạm bẫy, về giao dịch ngoại hối, làm giàu từ forex có dễ, đúng không ạ? Đặc biệt một cái video khá thú vị ở đây đó là cái video của Tuấn Tiền Tỷ, đúng không ạ? Bạn này cũng là một bạn trẻ rất nổi tiếng, hơn 1 triệu subscriber, và kiếm tiền từ YouTube rất tốt, đúng không ạ? Bạn ấy có quảng cáo rất là tốt, đúng không ạ? Thì quan điểm của tôi ngày hôm nay nói về forex như thế nào thì lát nữa chúng ta sẽ cùng chia sẻ, đúng không ạ? Đây, các cái Xin chào vấn tất đề cả các về bạn. forex, đúng không ạ? Có Bạn thể ấy anh nói, ơi, đúng có không ạ? cái công Về nghệ trao này. đổi tỷ Ờ, giá, chúng ta vậy có một thể trường tham hợp. khảo cái này, đúng không ạ? Và trên cái quan điểm của tôi thì vấn đề forex như thế nào và VTV vẫn nói, đúng không ạ? Và toàn bộ tất cả những cái cách ấy thì chúng ta cùng thảo luận là cái vấn đề forex ở đây. Thứ nhất, forex cũng phải nói rằng là nó không không thuộc cho tất cả mọi người. Đấy là yếu tố số 1 mà chúng ta cần phải nói. Nó cực kỳ khó. Và trong các video trước đây của tôi cũng như là tôi đào tạo các cái học trò cũng như là một số các thành viên giao dịch forex, tôi cũng có nói ngay cả bản thân tôi, đúng không ạ, việc giao dịch forex cũng xảy ra thua lỗ, đúng không ạ? Nhưng cái vấn đề mình tồn tại được trong thị trường forex hơn nhau chỉ là, thứ nhất là kinh nghiệm, thứ hai đó là biết được các con sóng đó để mình dừng lại khi nào. Đấy là quan điểm đầu tiên mà chúng ta cần phải hiểu nhau và rõ ràng là như vậy. Cái yếu tố số 1 đó là forex nó không không phải dành cho tất cả mọi người, nó không phải dành cho tất cả mọi người. Đó là yếu tố số 1. Yếu tố số 2, toàn bộ tất cả những cái về forex, về Bitcoin hay tất cả những cái yếu tố mà chúng ta bị thua lỗ, yếu tố thua lỗ ở đây chủ yếu là vấn đề tham lam, tham lam. Người ta gọi là lòng tham. Muốn một đêm là phải giàu, đúng không ạ? Ví dụ các tài khoản 500 mà chúng ta phải muốn thắng được 5.000 đô hay 50.000 đô. Đấy là những cái yếu tố mà chúng ta phải hiểu được. Chúng ta phải hiểu được là sản xuất hay tất cả mọi cái yếu tố đầu tư, việc lãi 2% một tháng, 10% một tháng hay là 20% một tháng, nó là cả một quá trình. Do vậy, việc đầu tư kể cả chứng khoán, kể cả Bitcoin, kể cả tất cả các mô hình đầu tư có lãi lớn thì là có rủi ro lớn. Vấn đề ở đây chúng ta phải hiểu được cái lòng tham của chúng ta, và chúng ta không có một kế hoạch, đúng không? Đó là cái vấn đề về thua lỗ. Thì khi mà chúng ta tham lam, khi mà chúng ta nhìn thấy nó dễ dàng như vậy, đúng không ạ? Trong cái video của rất nhiều và cái người mà người ta làm, đúng không? Thì người ta nói về vấn đề lòng tham, muốn cá cược tất tay. Người ta cũng so sánh vào với việc là xổ số, người ta cũng so sánh vào với việc lô lô tô và lô đề, đúng không? Rất nhiều. Và thực ra người ta nói rằng là cái việc đánh lô đề nó còn có khả năng gì đó, tỷ lệ xác suất trúng một ăn bốn, đúng không? Một là bị cháy tài khoản, tức là không trúng, hai là nhân bốn, đúng không? Nó không dập dìu giống như forex. Forex mà đánh 500 đô lên 550 đô hoặc là 500 đô lên 510 đô nó rất là khó. Do vậy chúng ta phải biết được cái tỷ lệ đánh giữa dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Đấy là cái yếu tố thua lỗ là thông qua cái việc lòng tham.
Thì ngay cả cái vấn đề ở đây, chúng tôi đợt này chúng tôi muốn là gì, Forex hay là tất cả những cái vấn đề về đầu tư nên dành cho các chuyên gia thì hơn. À, các chuyên gia mà thế nào là chuyên gia thì chúng ta sẽ ở bàn ở các vấn đề Bitcoin, chuyên gia Bitcoin, chuyên gia Forex hay là các cái vấn đề chuyên gia về hàng hóa thì chúng ta lại phải bàn ở một cái video sau nữa. À, nhưng tôi đang nói về cái góc nhìn của Forex, đúng không ạ? Yếu tố số 3. À, yếu tố này rất là quan trọng. Đó là yếu tố con người. Con người. À, nhìn vào một cái quy trình vận hành của một cái hệ thống, của một system giao dịch đó, thì chúng ta phải nhìn thấy cái yếu tố con người. Hiện tại thì trên Facebook hoặc trên Telegram hay TikTok hay rất nhiều, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy là cứ khoe xe mẹt, đúng không ạ? Rồi rất nhiều các cái tài sản hoành tráng là chúng ta muốn đi theo người đó. Người ta có thể làm được nhưng mà mình lại không làm được, hoặc đó chỉ là một chiêu trò hút tiền. Do vậy ở Việt Nam hiện tại là gì ạ? Người ta coi Forex như là một cái cớ để người ta hút tiền, hoặc cái cớ để người ta dụ những người khác tham gia. Đấy là cái nó giống như Bitcoin. Bitcoin bản chất của nó là không xấu, thế nhưng mà gì ạ? Nhưng mà từ Bitcoin nó không truy xuất được ra các vấn đề về chuyển khoản hay các vấn đề về lừa đảo mang tính chất là chuyển tiền cho nhau, mà chỉ là một cái dạng tài sản mà nhà nước không công nhận. Do vậy là nhà nước không bảo hộ được. Chính vì thế họ dùng Bitcoin để có thể làm vật trao đổi khi mà người ta nhận tiền mà người ta chuyển Bitcoin. Do vậy Bitcoin cũng như là Forex thì nó cũng là mang theo cái yếu tố rủi ro về vấn đề con người. Vậy thì cái khả năng mà chúng ta nhìn nhận cái vấn đề này, chúng ta phải tỉnh táo cũng như là đưa ra các giải pháp. Tất nhiên trong cái quá trình làm, chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều các tài khoản của Forex thắng thắng rất là khủng khiếp, nhưng chưa chắc tôi đã làm được như vậy. Có những người chọn cái giải pháp là tối nay khi tin tức nó vào, đúng không ạ, người ta dùng 1.000 đô, người ta có thể ăn được 20-30.000 đô. Thế nhưng mà chúng ta động vào chúng ta không làm được. À, đó phải nói rằng là như vậy. Trong cái lĩnh vực, bất kỳ một lĩnh vực nào cũng có những cái người rất là giỏi. Mình nhìn ở cái khía cạnh đó là gì ạ? À, là Forex bản chất của nó là khó, 95% bị thua lỗ, cho đến 99% bị thua lỗ. Thế nhưng 1% người ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Vậy ai muốn chinh phục nó, ai muốn tìm hiểu nó thì phải đưa ra các cái yếu tố mà chúng ta phải có học, phải có nghiên cứu, phải có mày mò, phải tìm ra một sự chinh phục nó thông qua một cái hệ thống system giao dịch. Ví dụ như bản chất của công ty chúng tôi là Gen, đưa ra cái bản chất đó là no loss, đó là hedging, đó là chúng tôi tham gia ở dạng hedging. Nó khác với cái việc đánh giữa cái việc là mua hay bán đơn thuần, mà chúng tôi phải cả mua cả bán, phải mua cả dạng vật chất, phải cả mua cả dạng đòn bẩy. Ví dụ như Bitcoin, tôi đặt lệnh mua vật chất nhưng tôi lại phải bán ở dạng đòn bẩy, hoặc ngược lại, tôi bán ở dạng đòn bẩy thì tôi phải mua ở dạng vật chất ở cái chiều ngược lại, và với tỷ lệ gia tăng số lượng hoặc là cái tỷ lệ chốt lời chốt lỗ nó phải có kỹ thuật. Thế thì cái việc chúng ta mua, chúng ta tin tưởng vào cái việc nó lên nhưng ngược lại nó lại xuống, đấy là yếu tố vùng lừa của thị trường. Và Forex nếu mà ai cũng nhìn thấy được nó lên thì lại dễ quá, ai cũng nhìn được nó xuống thì lại dễ quá, nhưng hầu hết là bị mắc cạn bởi vì nó tưởng là lên nhưng lại xuống. Thì do đó các yếu tố về về cái góc nhìn của tôi về Forex, vậy yếu tố con người để làm sao chúng ta biết được là bị con người làm sai, làm méo mó, làm lệch lạc đi. Do vậy là chúng ta sẽ phải thấy. Ai mà chưa xem cái video của Tuấn Tiền Tỷ thì chúng ta phải có thể vào để có xem. Và thời gian gần đây xem tất cả những cái video của VTV1 thì chúng ta nhìn thấy được là cái giao dịch nó không phải là Forex, nó là một dạng hút tiền, nó là một dạng cam kết, nó là một dạng đầu tư mang tính chất là cam kết thắng, lấy của người trước trả cho người sau, hoặc lấy người sau trả người trước. Từ đó có những cái cách để làm sao ạ? Để chi trả lãi, và sau khi hóa giải ra cái đồng coin hay là một cái thực thể nào đó để sao cho hợp thức hóa cái việc lấy tiền của nhà đầu tư. Đấy là yếu tố thứ ba. Yếu tố thứ tư trong cái Forex hiện tại, đúng không ạ, là chúng ta phải hiểu được bản chất của các broker. Các broker thì có rất nhiều. Thì trong cái quá trình mà chúng tôi phân tích và chúng tôi nghiên cứu, đúng không ạ, thì cái bản chất của broker trong cái các cái website của tôi cũng chia sẻ rất nhiều các
giải pháp đầu tư, đúng không ạ? Lead broker. Và tôi viết rất nhiều đó, các website như nguyễnquanghoc.vn hay là cfd.vn, đúng không? Rất nhiều, đó, hợp đồng kinh tế, hợp đồng thương mại, các vấn đề về đối ứng và bảo lãnh tài khoản này, các yếu tố vì và đào tạo, đúng không? Rất nhiều các yếu tố. Tài chính ngân hàng.vn. Ngay cả trong chứng khoán cũng vậy, chúng ta cũng có thể bị mắc cạn, bởi vì không phải ai chơi chứng khoán cũng thắng, đúng không ạ? Đây, trong đây check giấy phép các sàn, đúng không ạ? Chúng ta phải hiểu được các cái vấn đề về giấy phép của sàn, chúng ta phải hiểu sâu, đúng không ạ? Các cái broker từ Anh, đúng không ạ? Các broker phải có giấy phép, đúng không ạ? Nạp rút tiền phải như thế nào? Đúng không ạ? Đấy là những cái mà chúng ta cần phải tìm hiểu đó. Các trang web mà tôi viết về quản lý vốn, về telesale hay là về các yếu tố mà chúng ta xem xét no loss ra sao thì chúng ta phải tìm hiểu. Đó. Yếu tố con người rất quan trọng. Các cái bài của Tuấn Tiền Tỷ cũng như là các cái bài của VTV, đúng không? VTV Thời sự, VTV 24, đúng không? Đưa ra các giải pháp. Nhưng hầu hết chúng ta mình sẽ thấy. Thế thì cái quan điểm của tôi thì trong ngành bất động sản nó cũng có những cái yếu tố về bất động sản đa cấp. Rồi các yếu tố về gọi là biến tướng của cái việc mà tham gia Forex. Do vậy chúng ta cần phải xem xét và chúng ta phải tìm hiểu về mặt con người. Yếu tố thứ tư nữa. Yếu tố thứ tư đó là cái khả năng chinh phục thị trường. Yếu tố này được coi như là sự vội vã của một nhà đầu tư. Họ muốn tài khoản 10 đô hay 100 đô, đúng không ạ? Nhưng lại lãi 1.000 đô hay là 2.000 đô. Đó là những cái mang tính chất cờ bạc và nó có thể chịu rủi ro, mất trắng. Hãy tưởng tượng như này, nếu người ta muốn kiếm 1.000 đô, người ta phải tính toán được cái tài khoản của người ta với số lượng 10.000 đô để ăn 10% là 1.000 đô chẳng hạn như vậy. Thì sẽ dễ hơn rất nhiều với cái tỷ lệ là 100 đô để ăn 1.000 đô, tức là phải gấp 10 lần tài khoản. Thế do vậy là gì ạ? Khả năng là chinh phục đó chính là cái số vốn, đúng không ạ? Đấy là cái thứ hai nữa là những người tại sao cái nghề này nó hot lại đông người theo tham gia như vậy, bởi vì sao? Nó rất dễ làm, nó dễ làm, đúng không ạ? Có thể đoán trúng một vài xu hướng, có thể là chuyên gia, hoặc là chuyên gia khi mà chúng ta học được một cái phương pháp nào đó, ví dụ như là trong vòng 2 tháng nay chúng ta sẽ thấy là đoán Bitcoin lên, ngày nào đoán nó cũng lên, ngày nào đoán nó cũng lên, cứ liên tục lên 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 lên. Do vậy trong vòng 2 tháng chúng ta cảm thấy là mình tự tin, mình chưa chứng kiến được những con sóng khủng khiếp của giá vàng hay là sóng của Japan Yen hay sóng của bảng Anh Brexit hay rất nhiều các sóng. Tức là những người có kinh nghiệm, người ta chứng kiến được con sóng đó và người ta hiểu rằng là cái khả năng giá nó bứt phá hoặc là nó làm cho cháy tài khoản rồi bắt đầu nó mới xuống. Do vậy là gì ấy, khả năng chinh phục các cái tài khoản của mỗi người nó có những cái nhìn nhận khác nhau. Nó đơn giản là cái việc mà chúng ta phải hiểu được bản chất của vấn đề, bản chất của thị trường. Chúng ta phải phân tích dựa kỹ thuật và cơ bản cũng như khả năng chịu đựng của tài khoản. Tôi lấy một cái ví dụ như là khi mà bảng Anh chúng ta vào một cái chen lên, chúng ta cứ mua nhưng chúng ta chốt lời quá sớm, lập tức là gì ạ? Bị giá nó vẫn lên, chúng ta tiếc, chúng ta vào mua lập tức là nó đảo chiều và nó điều chỉnh khiến chúng ta thua lỗ. Do vậy khả năng chinh phục tài khoản của chúng ta buộc phải tập. Hãy nhớ rằng tập. Thứ hai nữa là phải trải ra tất cả tình huống, và cái lời khuyên cho cái việc tập dượt này đó là các tài khoản demo. Ok. Thứ hai nữa là khả năng stop loss, phải chinh phục được khả năng dừng lại của chúng ta. Ví dụ trong tất cả mọi tình huống thì chúng ta phải có cái tình huống là dừng lại khi nào, thì đấy là cái yếu tố mà chúng ta cần phải xem xét. Đấy, yếu tố thứ tư đó là khả năng chinh phục đó. Yếu tố thứ năm là trong cái đánh giá của tôi về Forex thì chúng ta phải hiểu được bản chất Forex nó không dễ dàng mà nó cần phải có thời gian, cái thời gian. Có rất nhiều người khoe, đúng không ạ? Có rất nhiều người đưa ra các giải pháp là chuyên gia rồi để cho mọi người khác đi theo vào, đúng không ạ? Mà người ta hay gọi là lùa gà, đúng không ạ? Thì cái thời gian, cái kinh nghiệm của cái nhân viên hay là cái người làm đó phải hiểu được bản chất của vấn đề. Đó là chỉ ra cho nhà đầu tư cái sự khó khăn trong vấn đề chinh phục tài khoản.
Thứ hai nữa là phải chỉ ra được cái yếu tố lỗ và khả năng mắc nợ hay là khả năng mất tài khoản như thế nào. Nếu mà chỉ ra, thứ nhất là cái cách vận hành, thứ hai là chưa có một cái tín hiệu đầu tư hay chưa có một cái phương pháp đầu tư mà mình nhảy vào đầu tư. Mà những người nào còn mong muốn có tín hiệu, còn mong muốn có ai đó cung cấp cho mình tín hiệu mua khi nào, bán khi nào thì chứng tỏ là họ còn rất yếu về vấn đề kỹ thuật. Do vậy là gì ạ? Người ta còn bị dụ, người ta còn bị xử lý. Nhưng hầu hết cái vấn đề thời gian ở đây đó là thời gian kiếm tiền, thời gian làm giàu. Người ta mong muốn, người ta mơ ước làm giàu một cách nhanh chóng, 5.000 trở thành 50.000 hay là 1.000 trở thành 50.000. Do đó là cái yếu tố thua lỗ. Và từ thua lỗ này cái là người ta sẽ tố luôn là Forex là lừa đảo và là một cái gì đó xấu xa. Nhưng vấn đề nó có các yếu tố về Forex phủi và Forex chính thống của ngân hàng. Trong ngân hàng các cái phòng nguồn quỹ đúng không ạ, họ vẫn mua bán bảng Anh và họ vẫn điều chỉnh bảng Anh và Euro đúng không ạ, rất là nhiều. Thế nhưng nếu Forex của chúng ta đánh trên cái thị trường mà chúng ta nạp vào 500 đô hay 5.000 đô đấy, đó là Forex phủi. Mà Forex phủi thì trước sau chúng ta cũng sẽ bị giật mất. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta không dừng lại, nếu chúng ta không hiểu được bản chất của vấn đề, ví dụ chúng ta tăng khối lượng quá lớn, lập tức là chúng ta sẽ bị thua. Nhưng mà nếu chúng ta đánh quá nhỏ, chúng ta lại quá sốt ruột. Do vậy chúng ta phải có một chiến lược. Ví dụ tôi lấy một cái chiến lược là chúng ta gõ Google vào chiến lược cách đánh, đúng không ạ? Và chúng ta chiêm nghiệm nó, và chúng ta phải hiểu được cách này có đánh được không, hay có sử dụng được hay không. Về mặt thời gian là như vậy. Ok. Và cái thứ sáu là cái cuối cùng ở đây. Chúng ta phải hiểu được là riêng về Forex, thực chất của vấn đề để mà kiếm tiền được thì nó có ba dạng kiếm tiền. Dạng thứ nhất đó là trở thành một môi giới. Mà muốn có được đông khách hàng thì môi giới phải giỏi. Người ta phải cố vấn và quản trị rủi ro cho khách hàng, đúng không ạ? Quản trị rủi ro khách hàng. Quản trị rủi ro. Và chúng ta sẽ hiểu quản trị rủi ro, quản trị rủi ro.com.vn, đúng không ạ? Tôi sẽ viết về quản trị rủi ro rất là nhiều ở trong đây, chúng ta phải xem xét. Trong quản lý quỹ đúng không ạ? Ngoài ra các vấn đề về khả năng dễ dàng để kiếm hoa hồng từ cái commission. Commission của chứng khoán, khi mà chúng ta giới thiệu được nhiều người đánh chứng khoán thì là có commission. Nhưng tất cả đều không nhanh bằng commission của Forex. Forex thì chúng ta trong vòng một tích tắc có nhiều khách hàng lập tức cứ ra ra vào vào, lập tức chúng ta sẽ có hoa hồng. Đó chính là cái điểm mấu chốt của cái vấn đề thích và mong muốn được làm môi giới Forex là vì cái khả năng commission rất cao. Thế vậy thì chúng ta sẽ đánh đổi, chúng ta sẽ thấy được là nếu trong trường hợp cái hoa hồng cao hay là chúng ta kiếm lãi từ cái việc hoa hồng hay là từ cái việc lợi nhuận, thì chúng ta tưởng tượng như sau. Một cái tài khoản 10.000 đô của tôi đánh ra vào đúng không ạ? Mua bán bán mua bán mua đúng không ạ? Tôi còn 9.800 đô. Nhưng hoa hồng của tôi là 500 đô, lập tức tôi vẫn chiến thắng. Thứ hai, trong trường hợp tôi stop loss ở dạng là còn 9.000 đô mà tôi làm được cái việc hoa hồng của tôi trên 10.000, lập tức là tôi vẫn là chiến thắng. Nhưng nếu mà trong trường hợp đánh mà chúng ta không có hoa hồng, lập tức là chúng ta sẽ bị thua vào cái tiền thịt của chúng ta. Do vậy là gì ạ? Chúng ta phải làm thế nào để có một chiến lược? Thứ nhất, chiến lược hoa hồng. Thứ hai là chiến lược theo lợi nhuận. Thứ ba là chúng ta phải hiểu được rằng là nếu copy trade mà tốt, đúng không ạ, là chắc chắn là chúng ta sẽ biết được cái phong cách đánh của họ như thế nào thì mới có thể chiến thắng được. Thứ hai là cái khả năng đánh như nào thì sẽ vận hành được cái robot như thế. Thế do đó là chúng ta cần phải có cái nhìn quan trọng nhất về vì sao Forex phủi cũng như là Forex chính thống nó lại đang tồn tại song song. Hôm nay thì sau khi xem các video đó thì có rất nhiều người nói tôi là đánh giá về Forex như thế nào, thì tôi sẽ gửi đến cái video như này và hy vọng rằng mọi người tìm hiểu về các cái chiến lược no loss. Chúng ta có thể thấy được là noloss.vn, sau đó chúng ta có thể chat Zalo cùng với nhóm chúng tôi để tìm hiểu Forex chính thống ra sao. Thì hy vọng rằng mọi người có cái nhìn một cách tổng quan nhất, và xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.